Cái khoa học này đầu tiên là nó ấn tượng với anh hai điều. Đầu tiên thứ nhất là yếu tố là mang tên từ cung từ thiên chiến, tức là không còn là yếu tố là lý thuyết hàn lâm mà là yếu tố rất thực tiễn. Cái thứ hai nữa là cái CV của một số giảng viên, chẳng như kể cả CV của bạn Lê Phương Dung mà đã từng rất nổi tiếng với thương hiệu Cool Gold CVI, hay là bạn Thúy Dung là nổi tiếng với brand của Dạ Hương, của Nata Holding, hay là của anh Phương Văn Học là người rất nổi tiếng trong đời digital marketing. Thì mình đến với khoa học này là rất muốn là được chia sẻ dưới góc độ thực tiễn nhưng mà bởi những chuyên gia, bởi vì chẳng như trong thời gian làm việc là hơn 10 năm của mình ở trong những dược phẩm thì rất nhiều điều là nó mang rất là bản năng của kinh nghiệm tích lũy chứ không hẳn là được hệ thống hóa lại. Thế thì cái quá trình chia sẻ tại học viện này và sự huấn luyện các huấn luyện viên ấy, thì mình đánh giá là rất hữu ích đối với mình, và theo mình là nó đặc biệt hữu ích nhất đó với những người đã đi làm và kinh qua thực tế thì cái tính hữu ích của nó rất là cao. Bởi vì đây là trong suốt khóa học thì mình cũng nói rằng khóa học này là rất là rẻ so với những người như mình. Cái khóa học thực chiến và cái phần báo cáo cuối khóa mình đánh giá rất là cao, bởi vì là với một phần học phí mà cho đến bây giờ mình đánh giá là rẻ thì không chỉ là được chia sẻ suốt thời gian học của khoa học này và anh chị em những cái người có kinh nghiệm trong ngành nghề và thực tế chia sẻ lại, mà tại thời điểm này thì anh em đang làm cái báo cáo chính xác là không phải như thật mà chính xác là thật những gì mình làm, và sau đó thì đã nhận được sự chia sẻ của rất nhiều anh chị gọi là những người chuyên gia, mình gọi là huấn luyện viên trong khoa học này. Thế nên là với bất kỳ công ty dược phẩm nào nếu thực sự đang làm thật và đến đây chia sẻ một cái quá trình quảng bá có thật thì sẽ nhận rất nhiều cái yếu tố hữu ích, và nghĩ là nếu mà thuê ngoài phía chuyên gia sẽ rất là đắt. Mình rất là thích cái mô hình gọi là cuối buổi khoa học của báo có thực tế như thế này.